Trang Hải mến chào anh chị bà con gần xa. Hôm nay ngày lễ 30 tháng 4, Trang Hải xin gửi lời chúc đến tất cả anh chị bà con có kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân mình. Thì hôm nay Trang Hải có mặt ở đây đang chuẩn bị giới thiệu tiếp tục cho bà con mình xem một căn nhà ra rẻ cực kỳ rẻ luôn và rất gần các trường học luôn. Như đây là trường mẫu giáo nè, kế bên đó cấp 1, cấp 2 luôn. Đó, từ đây di chuyển quốc lộ 1A mình nó chỉ có 800m thôi. Còn ngay đầu đường đó có rất nhiều công ty xí nghiệp cho anh chị bà con mình luôn. Thí dụ như khu công ty Dicen nè, khu công nghiệp lớn nè, gồm 3 khu công nghiệp lớn, khu nghiệp Vĩnh Lộc, khu nghiệp Phúc Long và khu công nghiệp Trinh Lưu. Cho anh chị bà con mà thay vì mình ở trọ ở đây á, đó mình ở trọ mình có một cái căn nhà mình ở như là sở hữu vĩnh viễn cũng như là làm nơi an cư lập nghiệp là quá ok tuyệt vời luôn. Và sau đây với mức giá căn nhà Trang Hải giới thiệu chỉ hơn 400 triệu chút xíu thôi. Đó, và sau đây mời anh chị bà con cùng Trang Hải khám phá chi tiết căn nhà của mình luôn. Và đây là căn nhà như đầu video Trang Hải giới thiệu cho bà con. Với diện tích căn nhà của mình ngang 4m, dài 5m rưỡi, được kết cấu một trệt một két. Và hiện tại căn nhà này được anh chủ nhà bán với giá đúng 420 triệu. Thêm một cái nữa là nhà mình đã có sổ hồng, mình công chứng nhà nước trong ngày luôn nha anh chị bà con mình. Và nhà mình thì nằm giữa khu dân cư rất là tuyệt vời luôn và đường thông luôn. Quá là ok, rất phù hợp cho anh chị bà em. Bà con mình là công nhân thấp, luôn thấp, muốn căn nhà riêng tư là quá ok tuyệt vời. Sau đây mời anh chị bà con cùng tham quan chi tiết căn nhà. Vào nhà mình á thì có một cái lớp cửa sổ kèm theo đó là không sắt bảo vệ rất là chắc chắn an toàn luôn. Và lớp cửa chính của mình á là cũng lớp cửa sắt hai cánh có song sắt, kèm theo đó là kính mờ nha bà con. Và đây là không gian toàn bộ căn nhà của mình đó, cũng rất rộng rãi thoải mái luôn đó. Nền gạch nè cũng lót rất sạch sẽ nè, bà con cũng nhìn thấy. Kế bên đây thì có một cái tủ bếp trên. Ở đây á thì anh chủ nhà có làm thêm một sẽ lắp đặt cho bà con thêm một cái không gian bếp và một tủ bếp dưới nữa là ok tuyệt vời luôn. Phía tay phải Trang Hải bên đây thì cũng có nhà vệ sinh rất rộng rãi luôn. Từ nền nè bà con nhìn thấy, nhà vệ sinh nó cao lên từ nền cũng như tường, nó xung quanh lót rất sạch sẽ. Và cửa mình chữ là cửa nhà vệ sinh là cửa nhôm, nói chung là bền bỉ tới thời gian luôn. Sau đây mời bà con cùng tham quan chi tiết lên cái gác của mình. Trước khi lên thì tay vịn cầu thang, bà con nhìn thấy đi, sắt hộp. Đây, sắt tròn và sắt hộp và có kèm theo đây rất là chắc chắn luôn. Rồi, và đây là trên cái gác của mình nha bà con. Cái nền nè cũng rốt rất là sạch sẽ luôn. Cái gác này rộng rãi, nói chung khoảng hai vợ chồng hai đứa con là quá ok luôn. Và đây là cái thành tại vịn mình rất là an toàn, cho nhiều khi mình có con em nhỏ cũng ok tuyệt vời luôn.